với biểu hiện mệt mỏi, ho khan trong một thời gian dài. Sau khi đi khám tổng thể, bệnh nhân này được chẩn đoán bị ung thư phổi ở giai đoạn 3B và có di căn hạch thượng đòn. Ngay sau khi được chuyển lên bệnh viện ca, với những biểu hiện của bệnh, các bác sĩ đã quyết định áp dụng phương pháp hóa xạ trị đồng thời để điều trị cho bệnh nhân. Đến nay, sau một liệu trình điều trị, sức khỏe của bệnh nhân đã có những cải thiện tích cực. Đến đây thì bác sĩ cho điều trị thì là vừa hóa vừa xạ luôn. Thì tôi thấy là cái thời gian tôi hóa trị đấy thì vừa hóa vừa trị tôi thấy là trong người nó khỏe khoắn hơn và đỡ ho hơn, tư tưởng thoải mái hơn, ăn uống nó cũng được ngon hơn. Cái qua đánh giá thăm khám lâm sàng thì chúng tôi thấy rằng là bệnh nhân là thể trạng vẫn là rất tốt, dung nạp thuốc tốt, không có các cái tác dụng phụ đặc biệt nghiêm trọng. Hầu như là thậm chí là kể cả tác dụng phụ nhẹ cũng không có và cái tuân thủ điều trị của bệnh nhân tốt, bệnh nhân xạ trị được liên tục. Tại Việt Nam, 80% bệnh nhân ung thư phổi được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn và khi đó thường không thể điều trị triệt căn. Vì vậy, việc áp dụng đồng thời hóa xạ trị là phương pháp tối ưu được bệnh viện ca điều trị thường quy đối với bệnh nhân ung thư phổi có chỉ định. Kết quả cũng cho thấy, những bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp này có thời gian kiểm soát bệnh tốt hơn, thời gian sống kéo dài hơn. Hóa xạ trị đồng thời trong cái chỉ định cho cái ung thư phổi ở cái giai đoạn tiến triển tại chỗ thì chúng tôi làm rất thường xuyên. Lúc nào chúng tôi cũng có vài chục bệnh nhân, từ 50 cho đến thậm chí là 70-80 bệnh nhân thực hiện cái phác đồ hóa xạ trị đồng thời. Về mặt hiệu quả thì cho thấy rằng cái hiệu quả của hóa xạ trị đồng thời so với cái điều trị tuần tự mà mình chọn đúng cái phác đồ, đúng cái người bệnh và cái khả năng dung nạp của tốt thì có một cái đáp ứng vượt trội. Có thể nói rằng là nếu mà cái tỷ lệ đáp ứng tại chỗ cũng như là cái tỷ lệ mà sống thêm toàn bộ so với cái điều trị tuần tự có khi tăng lên gấp đôi. Các bác sĩ cũng cho biết khi kết hợp phương pháp hóa xạ trị đồng thời, điều trị kết quả tốt hơn nhưng độc tính điều trị sẽ nhiều hơn hoặc nặng hơn. Vì vậy, việc phối hợp giữa các chuyên khoa điều trị để kiểm soát những tác dụng phụ của người bệnh luôn được chú ý. Bệnh nhân khi mà truyền thì có thể nằm theo dõi, trong lúc truyền hóa trị thì nằm theo dõi tại khoa hóa chất. Bác sĩ hóa trị kết hợp với xạ trị sẽ theo dõi bệnh nhân theo từng ngày để xem là cái phản ứng của bệnh nhân đối với hóa trị, rồi là các cái tác dụng phụ với kết hợp với xạ trị. Thế sau khi kết thúc hóa trị thì bệnh nhân có thể lại truyền trở lại trong cái thời gian nghỉ giữa hai đợt hóa trị mà bệnh nhân vẫn tiếp tục được xạ trị. Đồng thời thì bệnh nhân sẽ được theo dõi và kiểm soát độc tính tại khoa xạ trị. Như vậy thì suốt trong quá trình điều trị là chúng tôi vừa điều trị, vừa theo dõi người bệnh để mà có cái xử trí kịp thời đối với tác dụng phụ và đồng thời nữa là dựa trên các cái thể trạng bệnh nhân chúng tôi chăm sóc về mặt dinh dưỡng, về mặt yếu tố tâm lý, tinh thần. Ung thư phổi được biết đến là một bệnh lý có tỷ lệ tử vong cao. Trước đây, thời gian sống thêm của các bệnh nhân ở giai đoạn 3 trở đi chỉ dao động từ 7 đến 9 tháng, thậm chí một vài tháng nếu ở giai đoạn muộn hơn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều bệnh nhân sau áp dụng phác đồ hóa xạ trị đồng thời, đặc biệt được củng cố bằng thuốc điều trị miễn dịch, thời gian sống có thể kéo dài đến 2 năm, thậm chí 5 năm.